Dọn nhà ăn Tết, vợ mang nồi cơm điện đi rửa khiến anh chồng ngớ cả người. Quay cái gì đấy? Quay xem mày rửa nồi cơm như nào. Điên à? Trời ơi! Trời ơi! Năm hết Tết đến, nỗi ám ảnh dọn nhà đón Tết lại le lói trong đầu của từng người từng nhà. Sự việc dở khóc dở cười trên được anh chồng quay video lại đăng tải lên mạng xã hội. Khi đang trong lúc dọn nhà thì bắt gặp cảnh vợ mình mang nồi cơm điện đi rửa cho nó sáng bóng. Theo đó, một ông chồng đang ngồi bên mâm cơm thì lại phút mốt phát hiện ra vợ mình đang chùi rửa vật dụng trong bếp. Lấy làm lạ nên đã tiến gần lại xem thì mới tá hỏa phát hiện vợ anh đang rửa phần vỏ bên trong nồi cơm điện bằng xà phòng và nước. Ôi trời ơi. Thường thì người ta chỉ thấm nước bằng khăn rồi vắt khô để lau nhẹ lớp bám bẩn đi. Thế nhưng cách rửa có một không hai này lại được vợ anh, chính vợ anh làm. Quay cái gì đấy? Quay xem mày rửa nồi cơm như nào. Điên à? Đi giờ rửa đi mày. Rửa đi, rửa nốt đi. Này, nhưng mà cái này không chuột cắn hết rồi còn gì nữa. Rửa nốt đi. Tao tưởng rửa nồi cơm thế nào chứ rửa thế này thì. Mà rửa thế này chả làm sao cả. Rửa đi. Làm sao? Được của nó đấy nhỉ. Điền. Điền rửa đến này, em rửa đến này, em rửa đến nào. Thế có tiền để mua nồi cơm mới chưa? Không có tiền để rửa. Điền. Mời đẹp. Mời đẹp. Nhiều người xem đoạn clip đã nói vui rằng chị làm như vậy điện máy xanh rất là thích điều này đó. Cũng may đây chỉ mới là nồi cơm điện, chứ mà đem luôn tivi đi rửa kiểu này thì không biết đỡ làm sao. Bên dưới đoạn clip đã có nhiều người để lại ý kiến, rửa thoải mái đến lúc phơi khô là xong thì sử dụng lại bình thường. Nhưng cũng có số khác cho rằng khi rửa nước vào bên trong thì nước sẽ ngấm vào bên trong mạch điện dẫn đến việc cháy nổ khi sử dụng lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.